Giá cà phê hôm nay ngày 21 tháng 3, đón mưa giải nhiệt, cà phê lên gần 42.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay ngày 21 tháng 3 trong khoảng 41.200 đến 41.800 đồng mỗi kg. Giá cà phê trong tuần trước có xu hướng trái chiều khi báo cáo tồn kho trên sàn New York tăng mạnh, trong khi lượng hàng giao về sàn London vẫn còn thấp. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.200 đồng mỗi kg tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.700 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.700 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 41.600 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.700 đồng mỗi kg, chưa prong ở Pleiku và Lager dạy cùng giá 41.600 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 41.700 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước đi ngang hai ngày cuối tuần trước. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5 năm 2022 tăng 28 USD mỗi tấn ở mức 2.167 USD mỗi tấn. Giao tháng 7 năm 2022 tăng 23 USD mỗi tấn ở mức 2.136 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5 năm 2022 tăng 3,95 cent LB ở mức 220,05 cent LB. Giao tháng 7 năm 2022 tăng 3,65 cent LB ở mức 219,65 cent LB. Tính chung tuần qua, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan sen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng tất cả 72 USD, tức tăng 3,44, lên 2.167 USD mỗi tấn, các mức tăng khá mạnh. Trong khi đó, thị trường New York có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Giá cà phê Azabica kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm tất cả 1,9 cent, tức giảm 0,86, xuống 220,05 cent LB. Sự kiện nổi bật tuần qua ảnh hưởng đến các thị trường tài chính, hàng hóa nói chung cà phê nói riêng là việc hai phiên họp chính sách của các nền kinh tế lớn trên thế giới nhằm kìm hãm lạm phát vượt mức kết quả cũng không ngoài suy đoán của các giới đầu cơ trước đó nên họ đã cấy giá vào hầu hết các thị trường trong khi đó tình hình chiến sự tại ukraine vẫn căng thẳng trung quốc duy trì chính sách zero covid giá vàng trong tuần đã sụt giảm liên tiếp khi có tin đồn nga sẽ tung kho vàng dự trữ ra để cứu tỷ giá đồng giúp đang lao dốc vì các biện pháp cấm vận của phương tây Ngược với đó hầu hết hàng hóa nông sản đều tăng. Giá cà phê trong tuần có xu hướng trái chiều khi báo cáo tồn kho trên sàn New York tăng mạnh, trong khi lượng hàng giao về sàn London vẫn còn thấp, cho dù dự đoán tình trạng này sẽ sớm được cải thiện khi một số quốc gia sản xuất chính sắp vào thu hoạch vụ mùa mới năm nay. Tại Tây Nguyên, vùng cà phê trọng điểm của Việt Nam một số vùng cuối tuần qua mưa khá lớn giúp cung cấp đủ nước cho cây nở bông trong niên vụ mới, trong bối cảnh giá dầu, phân bón tăng cao, điều này giảm bớt phần nào chi phí cho bà con trong niên vụ tới. Hiệp hội cà phê các cao Việt Nam, Vi Cop Ha nhận định sản lượng năm 2022 sẽ thấp hơn do năng suất thấp. Vỏ quả đẹp nhưng không có nhân bên trong hoặc nhân rất bé, người dân không có tiền để đầu tư chăm sóc vườn cây. Sản lượng cà phê niên vụ 2020 đến 2021 đạt 1,62 triệu tấn, giải quyết một triệu việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, do thiếu nhân công thu hái nên tỷ lệ hái quả xanh rất cao gây ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê, thêm vào đó là thời tiết mưa nhiều, cà phê không phơi sấy được. Giá tiêu hôm nay ngày 21 tháng 3, hết lo nhân công lại lo năng suất giảm mạnh. Giá tiêu hôm nay ngày 21 tháng 3 trong khoảng 78.500 đến 81.000 đồng mỗi kg. Tổng kết tuần trước, giá tiêu khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ thêm 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, Giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay giữ ổn định tại các tỉnh so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần trước, giá tiêu khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ thêm 500 đồng mỗi kg. Giá tiêu tại các tỉnh Đông Nam Bộ giữ ổn định. Trong khi đó, Hiệp hội hồ tiêu thế giới (IPC) đã niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam trong tuần thêm 50 USD mỗi tấn, tương ứng 4.200 USD mỗi tấn, 550 gram mỗi l và 6.000 USD mỗi tấn. Tuần qua, Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam cũng dẫn thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, 15 ngày đầu tháng 3, Việt Nam xuất khẩu được 11.146 tấn kim ngạch đạt 52 triệu USD. Lũy tiến từ đầu năm đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 41.197 tấn, kim ngạch đạt 191,1 triệu USD. Con số thống kê cho thấy tình hình xuất khẩu khả quan trong quý 1 năm 2022. Như vậy khối lượng xuất khẩu quanh ngưỡng 50.000 tấn như dự báo của giới phân tích trước đó. Về vụ thu hoạch tiêu mới, nhiều vùng tại các tỉnh Tây Nguyên cuối tuần qua có mưa lớn kèm rông lốc làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hái và phơi sấy của bà con về nhân công thu hái, đến thời điểm gần cuối vụ đã không còn lo thiếu. Ghi nhận tại Đào Lã, huyện Cư Mờ Ga là một trong những địa phương có diện tích hồ tiêu lớn của tỉnh với 2.433 hecta. Hiện nay nông dân đang tập trung thu hoạch hồ tiêu, diện tích thu hái đã đạt khoảng 60%. Theo các hộ trồng tiêu, giá thuê nhân công tại địa phương hiện không có biến động so với năm trước. Một công thuê hái có chi phí từ 180.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày nhiều nhà vườn còn hỗ trợ xăng xe đối với nhân công ở xa và bữa ăn phụ cho người lao động nhiều lao động đi làm ăn xa ở các tỉnh thành nay trở về lại địa phương nên việc thuê người thu hái cũng dễ dàng hơn hẳn mọi năm bên cạnh đó nhiều nông dân trên địa bàn huyện còn thực hiện hình thức đổi công cho người nhà và các hộ dân trong vùng nhằm hỗ trợ nhau thu hoạch vận chuyển do vậy vấn đề nhân công không còn là mối lo như thời điểm đầu vụ tuy vậy theo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện cư giờ. Năng suất hồ tiêu vụ này toàn huyện ước sụt giảm đáng kể, khoảng từ 20 đến 30% so với mọi năm. Nguyên nhân là do những năm trước, giá thấp, vật tư nông nghiệp lại tăng cao nên nhiều nông dân bỏ bê, không đầu tư phân bón, chăm sóc khiến vườn cây bị suy thoái. Thêm vào đó, thời điểm mùa mưa năm 2021 xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây hồ tiêu.